tử của chúng con. Dạ kính cảm ơn Sích An Nhiên đã thay mặt đạo tràng để thọ trì tam quy và ngũ giới. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga to arahato samma sambuddha sa. Thamma đề sanna và chana gà thà. Brahma chalo ka thi pati saham pati katan chali anthi warang aya. Chatha santi thasak tapara chakha chati ka de se tu thammang anukam vimang. Bachang sak thamma phê rin vinayan chaka yan sut tan chapan tham afi tham ma cham mang ako tayan to chatu sak chadan dang papo thanay ye parisa yamat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, số 6 thất giác chi và phần thứ 7 hỷ giác chi ạ. Dạ, sau đây con kính thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh ạ. Dạ, con kính thỉnh sư. Dạ, sao thú con đã thấy bàn tay sư, con kính nhân mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thăm Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và hôm nay chúng ta học tiếp trong cái phần thứ 6 là thất giác chi. Nhưng mà hồi nãy cô Nguyên Trang đọc lộn cái thứ 4 hỷ giác chi chứ không phải thứ 7. Thì chúng ta tìm hiểu hỷ thì nó có nhiều. Hỷ ở đây là cái sở hữu hỷ, là cái trạng thái vui thích, quan hỷ, vui mừng, thích thú ha. Thì thường thường là hỷ là nó, cái gì học ở trong duyên pháp thì hỷ nó hợp với các loại tâm thọ hỷ. Bác quý vị nhìn ở trong bản nêu mà nó đỏ đó, thì cái đó là nó nói lên cái hỷ. Thì hỷ nó có những cái trạng thái khác nhau. Ví dụ như một người mà đi đường xa, đi đường xa dưới cái thời tiết nắng nóng, thì cái người này đi đến một đoạn đó thì thấy có một cái cội cây có bóng mát, thì cái người này mừng vui, thích thú, rồi cái người này đi tới, ngồi ở dưới bóng mát đó, nhưng mà may mắn ở bên
gần cái cội cây đó nó có một cái ao nước trong. À, thì người này mới xong mới uống nước, và uống nước một cách thích thú. Thì khi mà cái xin lỗi quý vị có khách chút xíu gì đó chú. Bận rộn trả tiền nước chút xíu ha. Dạ quý vị. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ con kính dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Dạ sư bận chút xíu ạ. Dạ con xin xuống mic để chờ cho sư trở lại ạ. Dạ con xin cáo lỗi quý cô chú đậu hũ nên dạ tạm phiền cả quý cô chú chờ chút xíu ạ. Nam mô Bố Tạ Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Dạ. Cảm ơn cô Hồng Nhung, cô Kim Nhung, cô Nguyên Trang. Dạ, xin quý vị quan hỷ ha. Để giải thích lại, một người đang đi trên đường, đi đường xa trời nắng, rồi cái người này đó thấy một cái bóng mát, trong tâm khởi lên cái sự mừng vui, rồi cái người này đi đến cái cội cây ngồi dưới cái bóng mát đó thì thấy có một cái ao nước trong, thì người này uống nước một cách thích thú. Thì cái khi mà cái người này mà thấy cái bóng mát vui thích đó là cái sở hữu hỷ, rồi uống nước một cách thỏa thích đó là thuộc về thọ hỷ, tức là cái trạng thái mà hưởng cảnh, hưởng cảnh. Rồi chúng ta phân biệt cái hỷ giác chi này. Hỷ giác chi là ở đây nói cái trạng thái mà thích thú hân hoan, nhưng mà không có đắm nhiễm trong cái đối tượng để dẫn ra thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Cái hỷ này đó là nó dẫn đến cái sự giải thoát. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái thế gian đó, thì thường thường đó người ta mong cầu mà nếu mà đạt được đó, thì người ta rất là vui mừng. Mong cầu được cái này cái khác, mong cầu được sức khỏe, mong cầu được tài sản, mong cầu được là an vui. Đó thì khi mà mong cầu đó mà nếu mà đạt được đó, thì người ta rất là vui mừng, hoan hỷ. Thì cái hỷ này đó là nó phụ thuộc vào cái vật chất ở bên ngoài. Còn cái hỷ mà hướng đến cái sự giải thoát đó là cái hỷ nó là trong cái pháp. Khi mà quý vị mong cầu, nhưng mà quý vị mong cầu mà đâu phải cái gì cầu được ước thấy,
À, cho nên á, có nhiều khi mong cầu mà không có đạt được, cho nên sao? À, chán nản, buồn rầu. À, đó. Mà hả, càng mong cầu á, à, thì càng khổ. À, cho nên khi mà trong cái đời sống á, chúng ta biết trì túc, à, biết đủ, biết cái điều kiện khả năng, sức khỏe, trí tuệ của mình, à, biết cái phước của mình cỡ chừng nào, à, khi mà chúng ta chấp nhận những cái điều kiện, à, chúng ta chấp nhận như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy an vui, bằng lòng với cái mình có. Chấp nhận như vậy á, là cái trạng thái hỷ ở trong cái niềm vui trong pháp. À, bây giờ quý vị thấy rằng người đời thì người ta lấy cái niềm vui là vật chất, à, được cái này được cái kia, đi chỗ này đi chỗ khác, à, đi du lịch chỗ này đi chỗ du lịch chỗ kia, ăn món này ăn món khác, à, đó là cái niềm vui của người đời. Còn cái người mà khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta tu tập, à, thì cái niềm vui ở trong pháp, à, ở trong pháp thì cái tri túc biết đủ là một cái niềm vui. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mà chúng ta hiểu biết Phật pháp á, chúng ta biết rằng á, à, mình không thể nào mà điều khiển được, à, các pháp là vô ngã. À, khi mình hiểu biết như vậy đó thì mình thuận pháp tùy pháp. Khi mà chúng ta chấp nhận thuận pháp tùy pháp, nó là cũng là một cái an vui, à, một cái niềm vui cho mình. Rồi khi mà chúng ta học, à, chúng ta học thì sao? Chúng ta mong là mau thuộc bài, à, mau nhớ, à, mau hiểu biết được. Nhưng mà đó, à, bây giờ mình, à, lớn tuổi rồi, à, khoảng, à, trung niên lão niên, à, bây giờ mình muốn được, à, mau thuộc bài, mau nhớ, mau hiểu biết như cái hồi thời mà trẻ trung á, thì đâu có được. À, bây giờ mình biết rồi, mình giờ là, à, trung niên lão niên, giờ nó chậm lục rồi. À, bây giờ mình học cứ từ từ, à, đó. Khi mà mình hiểu biết như vậy á, à, mình học mình thuộc được một cái đoạn kinh, à, mình hoan hỷ, à, té ra là già dạ, chứ mà cũng còn đỡ đỡ. À, trẻ hồi trẻ mình học cái câu này á, một ngày làm thuộc. Bây giờ á, mình già lớn tuổi rồi, thôi mình học 7 ngày một tuần, à, mình cũng thuộc đó. Khi mà chúng ta chấp nhận cái điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe, trí tuệ của mình, à, thì mình cũng hoàn hỷ với cái thành tựu của mình. Rồi á, nếu mà một cái vị hành giả đó đi vào pháp hành thì sao? Thì, à, khi mà chúng ta đó, chúng ta thực hành, à, có nhiều hành giả thực hành nhưng mà cảm thấy chán nản, không có muốn hành. Là vì sao? Là vì chúng ta kỳ vọng nhiều quá. À, mình tu tập mình phải đạt được cái này, mình đạt được cái khác. À, mình ngồi thiền để mình có được cái kinh này, kinh nghiệm khác, à, thế này thế khác. À, thì á, chính vì chúng ta đặt kỳ vọng nhiều quá, chúng ta mong muốn nhiều quá, à, mà khi mà không đạt được đó thì sao? Đâm ra chán nản, à, chán nản, lùi sụp, chảnh mãn và không, à, không muốn học, không muốn hành. À, trời ơi, tưởng hành đạt được cái gì, rốt cuộc hành không được cái gì hết, mà ngồi nó đau, nó tê, nó nhức thấy mồ, à, rồi đâm ra hoài nghi, chán nản, không muốn học, không muốn hành nữa. À, thì khi mà chúng ta vào pháp hành á, chúng ta
thấy được những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm từ trước đến nay mình chưa từng kinh nghiệm. Thí dụ đó, cái trường hợp bây giờ mình quán sát về cái hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc là phòng sọp chẳng hạn. Hồi đó giờ á, mình thở nhưng mà mình đâu có chú tâm. Bây giờ mình đi vào mình quán sát, mình sẽ thấy được cái sự sanh trụ diệt của hơi thở. Hơi thở vô nó bắt đầu rồi nó kéo dài rồi chấm dứt. Khi mà nó bắt đầu tức là nó sanh, kéo dài là trụ, và chấm dứt nó là diệt. Hơi thở ra nó sanh, kéo dài, chấm dứt. Khi mà nó bắt đầu là nó sanh, kéo dài, rồi nó chấm dứt là nó diệt. Thấy rõ từng giai đoạn của hơi thở vô, hơi thở ra. Như vậy đó. Khi mà chúng ta thấy được, biết được cái điều đó đó, sao cái tâm mình cảm thấy sao nó có cái vui mừng, vui mừng, cái hoan hỷ với cái mà cái điều mà mình nhận thức ra. Hồi đó giờ mình cứ nghĩ mình điều khiển cái hơi thở, chứ sự thật ra mình không điều khiển được nó. Do cái nhu cầu, do cái nhân quả, do nhân, do duyên thì nó sẽ sanh khởi. Mình hiểu biết được do nhân, do duyên, rồi mọi yếu tố đầy đủ thì cái đối tượng nó sanh khởi, rồi nó sanh, rồi nó trụ, rồi nó diệt theo cái quy luật của nó. Thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu biết như vậy á, chúng ta thấy có cái sự mừng vui hoan hỷ với cái khám phá, cái kinh nghiệm đầu tiên mà mình đạt được. Thì khi mà chúng ta có cái sự hân hoan á, có cái sự hân hoan ở trong tâm vậy, thì cái thân nó cũng được, nó được những cái trạng thái hỷ nó phát sanh, lân lân nhẹ nhàng, khinh an thế này thế khác đó, nó cũng trải qua những cái trạng thái đó. Thì khi mà có cái hỷ phát sanh trong tâm, rồi những cái trạng thái hỷ lạc nó phát sanh ở thân, làm cho cái chúng ta vui mừng, thì chính nhờ mình khám phá được, mình hiểu được những cái đó thì sao mà nó có một cái niềm tin. Rồi sao diệt trừ đi những cái tà kiến sai lầm, mình chấp thủ, tôi thở, hơi thở của tôi, nhưng mà sao mình không có điều khiển được nó. Nó sanh diệt theo cái quy luật, để mình thấy được cái gì, cái tàm tướng nó luôn luôn là gì, là biến chuyển thay đổi. Rồi sao chính vì mà mình muốn điều khiển nó đó, thì mình khổ. Và đó, mình không làm được gì nó hết, mình không có biểu nó phải theo cái ý của mình, mà nó sanh diệt theo cái nhân duyên, cái quy luật của nó đó. Cho nên á, khi mà chúng ta có sự cái hiểu biết như vậy đó, thì sao chúng ta diệt trừ được cái chấp thủ do tà kiến. Mà khi mà thủ diệt thì hữu diệt, đó, nó đi theo một cái quy trình như vậy đó. Đó, khi mà chúng ta thấy được như vậy, chúng ta hoan hỷ trong cái niềm vui, trong cái pháp hành của mình. Chính nhờ cái hỷ phát sanh này đó, nó làm cho quý vị tăng trưởng thêm cái lòng tin vào pháp hành, tăng trưởng lòng tin vào
lời dạy của Đức Phật. À, chính nhờ cái niềm vui này đó, sao nó làm cho quý vị là nỗ lực tích cực hơn nữa trong cái pháp hành. À, đó, cho nên á, khi mà hỷ phát sanh á, thì sao? Nó sẽ giúp cho quý vị vượt qua những cái trở ngại trong đời sống cũng như trong sự học, trong sự hành. À, để quý vị có một cái niềm tin để vượt qua những cái chướng ngại. À, trong đời sống mà nếu mà mình nhiều những cái mơ ước mong cầu thì sao? Trong khổ, mình đâm ra mình chán nản trong cái đời sống. À, trong học mà mình cứ đặt những cái là phải được như thế này, phải đạt được như thế kia. À, mà nếu mà không đạt được thì mình chán nản trong cái sự học. Rồi trong pháp hành cũng vậy. À, mình hành thì mình phải đạt được cái này, đạt được cái kia, đạt được cái nọ. À, hảo quyết tâm là phải đạt được Tu Đà Quần. Nhưng mà nếu có thấy mình chưa đủ nhân duyên thì làm sao mình đạt được. À, đó, cho nên là chúng ta đạt được những cái kinh nghiệm mà từ trước tới giờ mà mình chưa từng đạt. À, mình hiểu biết những điều mà từ trước tới giờ mình chưa từng hiểu, đó là những cái kinh nghiệm quý báu rồi. À, chính nhờ những cái kinh nghiệm quý báu này đó, mình sẽ lần lần mà hướng tới. Chứ mình đừng có mong cầu cao vọng quá. À, chưa gì mới vô trường thiền ngồi dạy bữa muốn đạt được Tu Đà Quần. À, mà trong khi mà trí tuệ, điều kiện, rồi các pháp độ, các ba la mật mình chưa đủ thì làm sao mà mình đạt được Tu Đà Quần. À, rồi trong khi mình ngồi mà từng lễ 10 bữa nửa tháng mà không đạt được, rồi đâm ra chán nản. À, nghe trong kinh nói Đức Phật nói 7 ngày đạt được mà sao giờ tu hành hoài mà chưa đạt được. À, rồi đâm ra chán nản, hoài nghi, bỏ dở cái sự thực hành. À, cho nên mình phải hiểu những cái vị mà người ta đã tạo trữ đầy đủ phước báo rồi đó thì trong vòng 7 ngày mới đạt được, hoặc là nghe Đức Phật giải chỉ dẫn triển khai tệ quán là người ta có thể đạt được. À, còn mình bây giờ mình chưa có đủ mà mình mong cầu thì nó không có thể đạt được. À, nhưng mà chúng ta có niềm hoan hỷ vui thích trong pháp hành, vui thích tìm hiểu lời dạy của Đức Phật trong kinh điển, như vậy là cũng tốt rồi. Những cái hỷ này đó là nó lần hồi nó sẽ dẫn đến cái sự giải thoát đó. Cho nên đó là chúng ta phải diệt trừ những cái gì, những cái hỷ mà nó hướng ra bên ngoài, hướng về những cái mong cầu vật chất thế này thế khác, mà chúng ta hướng về cái hỷ gì, hỷ cái vui mừng ở trong pháp, cái hỷ mà những cái kinh nghiệm ở trong thân, trong tâm mà chúng ta đạt được. À, thì chúng ta nên hướng về những cái loại hỷ ở bên trong, hướng về những cái hỷ trong pháp, thì như vậy á, cái đó nó mới gọi là hỷ giác chi. À, rồi khi mà chúng ta thực hành, chúng ta tìm hiểu, chúng ta có những cái gì, chúng ta khéo để hướng dẫn những cái tác ý đúng. À, tức là Đức Phật gọi là khéo tác ý. À, tác ý về những cái sự quán sát các pháp. Đó, rồi thí dụ như những cái vị hành giả mà thực hành về các pháp cái thiền định thì tỳ niệm về ân Đức Phật nè, 10 cái ân Đức Phật là như thế nào, rồi chúng ta tỳ niệm ân Đức Pháp nè, tỳ niệm về ân Đức Tăng. Đó, thì chính những cái tỳ niệm này đó, chúng ta tìm hiểu cặn kẽ
đem đến cho chúng ta tăng trưởng cái niềm tin của Tam Bảo. Đó, thì chính những cái sự mà hiểu biết, có niềm tin cao thượng đối với Tam Bảo đó, thì sao? Thì nó cũng phát sanh những cái hỷ lạc ở trong tâm chúng ta. Rồi tùy niệm về cái ân đức của giới, giới có những cái khả năng nâng đỡ, rồi là cho chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp, tránh xa những cái quan trái, tránh xa những cái bất thiện pháp, tránh xa rơi vào những cái khổ cảnh. Thì khi mà chúng ta có cái hiểu biết, có cái niềm tin về sự thực hành giới, nó làm cho chúng ta có cái tâm không có run sợ, rồi cái người hành trì giới được một cách trang nghiêm tốt đẹp, sẽ đem đến những cái lợi ích, đi đến những cái cảnh giới an vui. Và chính cái sự trì giới một cách tốt đẹp đó, nó sẽ nâng đỡ khi mà chúng ta đi vào pháp hành. Rồi tùy niệm về cái ân đức của cái sự bố thí, khi mà chúng ta mở rộng vòng tay, chúng ta bố thí giúp đỡ, tạo những cái phước thiền, thì đây là những cái sự hỗ trợ, sự hỗ trợ trên bước đường tu tập của chúng ta. Chúng ta sẽ có được những cái đầy đủ vật dụng cần thiết khi mà chúng ta tu tập. Rồi tùy niệm về ân đức chư thiên, quán xét đến những cái nhân để mà tái sanh đến những cái cảnh giới an vui, để chúng ta có sự nỗ lực tiếp tục để chúng ta thực hành để đạt đến những cái điều tốt đẹp cao thượng. Khi mà nếu mà chúng ta rơi vào những cái cảnh giới mà khổ thì chúng ta sẽ không có sự tu tập được. Nhưng mà nếu mà chúng ta tái sanh về những cái cảnh giới chư thiên để có những cái phước báo, mặc dù ở cảnh giới chư thiên nó không có thể có sự tu tập, nhưng mà trong những cảnh giới đó ít ra chúng ta cũng còn may mắn, chúng ta có thể nghe pháp vào những cái thời điểm thích hợp khi mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian, thì cũng một điều tốt đẹp hơn là chúng ta rơi vào những cái khổ cảnh. Tùy niệm cái sự tịch tịnh an tịnh, tức là gì, quán xét về cái tâm an tịnh bất động do không có những cái ô nhiễm của phiền não. Thì chúng ta biết rằng đó, khi mà cái tâm của chúng ta nó bị nhiệt não, nó bị sao động bởi cái năm cái dục của trần cảnh bên ngoài, nó làm cho chúng ta khó chịu, rung động, bất an. Thì khi mà cái tâm của chúng ta đó, nếu mà có sự tu tập, khi mà một cái vị hành giả an trú trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, hoặc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc, thì sao nó cũng có cái sự an tịnh, bất động. Lúc đó đó, nhờ những cái chi thiền này nó làm cho chúng ta, cái tâm của chúng ta an tịnh khi mà chúng ta an trú trong các chi thiền. Nhưng những cái lạc, cái hỷ lạc thì chúng ta cũng phải biết. Ví dụ như khi mà chúng ta bố thí thì cái hỷ, cái vui mừng của bố thí nó là thuộc mà so với cái sự giữ giới. Rồi cái sự giữ giới đó, mình giữ giới mình cũng có sự vui mừng, an vui, nhưng mà nó là thuộc khi mà chúng ta
đi vào sự tu tập. À, thì khi mà cái hỷ ở trong sơ thiền ấy, nó là thấp hơn là nhị thiền. À, nhị thiền thì nó thấp hơn tam thiền. Cái hỷ trong tam thiền nó thấp hơn tứ thiền. À, tứ thiền thì nó thấp hơn ngũ thiền, sắc giới. À, rồi tất cả những cái hỷ ở trong các cái chi thiền sắc hoặc là vô sắc, à, nó là thô hơn là cái hỷ đưa đến sơ đạo. À, đó, nó từng bậc, từng bậc, từng bậc, từng bậc như vậy. À, chúng ta bỏ những cái thô để tiến hơn lên những cái vi tế hơn. À, rồi cái hỷ ở trong cái hoan hỷ của sơ thiền ấy, là nó thấp hơn khi mà chúng ta đạt được cái nhị thiền, hay là hoặc là từ cái hỷ ở trong sơ đạo thì nó thấp hơn cái hỷ ở trong nhị đạo. Rồi cái hỷ ở trong nhị đạo đó nó thấp hơn là cái hỷ ở trong tam đạo, và cái hỷ trong tứ đạo nó là cao tột nhất, là đưa đến sự tịch tịnh an vui tuyệt đối, không có cái nào mà cao thượng hơn nữa. Cho nên là khi mà chúng ta có cái sự tùy niệm về cái tịch tịnh như vậy đó, chúng ta sẽ có sự nỗ lực phấn đấu để đạt được những cái điều tốt đẹp, loại trừ những cái thô thiển thấp thỏi để đạt những cái cao hơn. Rồi muốn có được phát sanh cái hỷ đó, thì sao? Chúng ta phải gần gũi với những cái người mà có cái đức tin nơi tâm bảo, rồi có cái sự tu tập, có cái niềm vui an trú trong pháp. Thì như vậy đó thì chúng ta sẽ phát triển được. Chứ chúng ta không nên gần gũi với những người mà không có sự cung kính tam bảo nè, không có tôn trọng tam bảo, rồi không có hoan hỷ đối với giáo pháp. Thì khi mà chúng ta muốn như vậy đó thì chúng ta sao phải thân cận các bậc thiện trí, nhất là đối giác với các bậc trưởng lão có những cái kinh nghiệm quý báu trong pháp học, trong pháp hành, có cái sự tôn kính đối với tam bảo. Rồi chúng ta phải thường xuyên khi mình học xong rồi đó thì sao, chúng ta phải suy tư phản tỉnh, xem xét, phân tích về những cái điều học mà mình đã tìm hiểu nơi kinh sách. Thì đây là cái trí tư. Khi mình học mà mình không có suy tư phản tỉnh xem xét thì sao? Có nhiều khi cái điều đó mình không có nhớ kỹ, không có nhớ một cách là sâu xa. Rồi chính nhờ cái mình phản tỉnh, mình suy tư, mình xem xét, mình phân tích rộng về những cái điều học nơi kinh sách đó, thì sao mình sẽ có cái hiểu biết nó sâu xa hơn. Mà như nãy sư nói đó, khi mà mình phản tỉnh, mình xem xét, mình suy tư để mình tìm ra, mình khám phá ra những cái mới, mới mà từ giờ mình từ bấy lâu nay mình chưa có biết, thì sao mình phát sanh cái niềm vui, cái niềm vui thích trong cái sự học, trong cái sự thực hành của mình đó. Và chính nhờ những cái niềm vui này đó, thì nó sẽ dẫn dắt mình càng nỗ lực hơn trong pháp học, trong pháp hành. Mà khi mà chúng ta mà có cái thiên về cái hỷ giác chi ở trong sự học,
sự hành, thì sao? Thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn nữa để hướng đến cái sự tu tập, hướng đến cái con đường giải thoát. Thì đó, chính cái đó nó mới gọi là cái hỷ giác chi, những cái niềm vui mà nó sẽ dẫn dắt chúng ta nỗ lực hơn thực hành. Đó, cho nên đó là người ta nói là vui trong ánh đạo, vui trong pháp. Thì cái người đời đó thì họ chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, họ chạy theo cái vật chất, tìm vui thích trong cái sắc thinh vị xúc. Nhưng mà đó, cái người mà hướng đến cái sự tu tập thì sao? Có cái niềm vui ở trong pháp, cái niềm vui trong cái sự suy tư tìm hiểu về Phật pháp. Thí dụ quý vị học một cái đoạn kinh đó mà có một cái chữ nào đó mà quý vị không hiểu được, quý vị ráng tìm tự điển Phật học, rồi quý vị tra cứu xem xét, quý vị tìm hiểu được cái ý nghĩa của cái chữ đó, tìm hiểu được cái ý nghĩa của cái đoạn kinh đó, thì sao? Đó cũng là một cái vui, cái thích thú, nhờ mình chịu cực, mình tra cứu tự điển, tìm sách này tìm sách kia để mà mình hiểu được cái đoạn kinh đó, cái lời dạy của Đức Phật, hiểu được đó, mình khám phá được cái ý nghĩa của cái câu kinh đó, mình thấy mình vui mừng, mình hoan hỷ, đó. Rồi khi mà chúng ta thực hành, chúng ta thấy được kinh nghiệm, được cái gì? Kinh nghiệm được cái sanh diệt của sắc, kinh nghiệm được cái sanh diệt của danh. Hồi đó giờ mình nhìn, nhưng mà cái gì? Tôi nhìn, chính vì cái tà kiến sai lầm như vậy, cho nên mình mới nói là tôi thích, tôi muốn. Còn bây giờ khi mà mình thực hành, mình nhìn, mình biết đây là cái sự vận hành của gì? Của nhãn căn đối với cái đối tượng. Rồi cái thức, nhãn thức nó sanh khởi, nhãn thức nó sanh rồi nó diệt. Nhìn cái đối tượng này rồi nhìn đối tượng khác, cái tâm ghi nhận trên đối tượng này nó cũng diệt, cái tâm ghi nhận trên đối tượng kế tiếp nó sanh, tất cả là sanh diệt. Phía sau cái nhìn này, phía sau cái tâm nhãn thức này hoàn toàn không có một cái bản ngã, không có cái con người, không có một người nam hay một người nữ, không có một người nào phía sau cái nhìn này hết. Thì khi mà chúng ta khám phá trong cái pháp hành, mình hiểu biết được vậy đó, thì mình cảm thấy gì? Mình hoan hỷ, mình thọ thích. Chính nhờ cái hoan hỷ này đó, mình không còn chấp thủ nữa, mình không chấp thủ tà kiến. Tôi nhìn thì sao? Không có tôi, không có tôi nhìn thì không có tôi thích, không có tôi muốn. Đó, thì vậy mình diệt được thủ. Còn hồi đó mình nhìn nhưng mà do tà kiến sai lầm, rồi mình bám níu, mình dính mắt thì sao? Thủ có mặt thì hữu có mặt, mà hữu có mặt là sao? Đau khổ phiền não một chuỗi dài của 12 nhân duyên nó có mặt. Còn bây giờ đó mình nhìn, nhưng mà thay vì để cho dính mắt với tà kiến phiền não thì giờ mình cũng nhìn, nhưng mà với gì? Với trí tuệ. Mà khi mà vô minh diệt thì tất cả hành diệt, thức diệt, một chuỗi dài của vô minh nó diệt. Đó, khi mà mình tìm hiểu vậy đó, mình cảm thấy mình hoan hỷ, mình thích thú trong cái pháp,
À, đó, mình vượt ra những cái sai lầm tà kiến chính nhờ cái sự học, sự hành của mình để mình thấy được. À, thì đó là gì? Chính là cái niềm vui trong pháp, mà chính đó là cái thị giác chi. À, chính nhờ những cái kinh nghiệm, những cái hỷ này nè, nó dẫn dẫn chúng ta từ từ tăng trưởng những cái sự thực hành, tăng trưởng thêm nhiều những cái kinh nghiệm, và sau cái trí tuệ nó sẽ đạt đến, chính đó nó là hỷ giác chi. Thì hôm nay trong cái phần thứ tư hỷ giác chi, thì qua sự tìm hiểu rồi thực hành, qua những cái kinh nghiệm, qua cái sự lời dạy của các bậc trưởng lão, thì cũng có đôi điều những cái kinh nghiệm để chia sẻ hướng dẫn cho đến cho quý vị. Và với phước báo này, kính cầu mong chân tuần đức pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có thêm được nhiều hiểu biết, những cái kinh nghiệm để áp dụng trong đời sống, áp dụng vào pháp học, pháp hành của mình, để có được nhiều sự tiến bộ. Từ những cái niềm vui chúng ta phát triển đối với cái niềm vui trong pháp học, pháp hành, để hướng về đạt được những cái hỷ giác chi, để dẫn dắt chúng ta thoát ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Thì cầu mong tất cả quý vị có được cái sự an ổn, an vui, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh Chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái bài học đề tài hỷ giác chi ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con xin mến chào đạo tràng. Bạch sư, con có một câu hỏi. Sau khi nghe sư giảng về hỷ giác chi thì con không biết cái nói làm sao cho sư hiểu, nhưng mà giống như là mỗi khi mà con đặt tâm lên một cái đề mục, giống như là con giữ chánh niệm, ví dụ như con làm cái gì đó thì con bỏ hết cái con bỏ hết cái tâm của mình vô trong cái việc đó. Ví dụ như nhiều khi con ngồi thiền thì con có những cái hỷ lạc giống như sư nói vậy đó, nó làm mình rất là vui vẻ và rất là con giống như là rất là relax. Có tiếng Việt thì con không có rành, nhưng mà cái giây phút, những cái giây phút relax á, nó làm cho mình có cái hỷ lạc đó, đó sư. Nhưng mà khi mà ví dụ như là con ngồi thiền thì con chỉ hiện tại bây giờ thì con chỉ quán hơi thở thôi, rồi mỗi khi con làm cái gì đó thì con rất là bỏ tâm mình, giống giữ chánh niệm trên một đề mục mà con làm, thì nhiều khi con có cái hỷ lạc đó sư, nó chỉ trong vài ba giây thôi, cho nó không có lâu, nhưng mà nó làm cho mình rất là hoan hỷ với cái giây phút đó. Rồi sau đó con hỏi một vị sư về những cái trạng thái mà con có khi mà con giữ chánh niệm trên cái đề mục đó, thì vị sư đó nói là con có một cái tâm tham. Con không hiểu được là cái tâm tham của con là nó ra sao, tại vì mình giữ tâm mình trên một đề mục và mình giữ chánh niệm trên những gì mình làm và mình đạt được cái hỷ lạc đó, thì theo sư cái đó kêu là hỷ lạc trong cái hỷ giác chi, hay là cái tâm tham của con nó khởi lên? Tại vì mỗi khi con thấy, mỗi khi con giữ chánh niệm và con làm giống vậy thì con cảm nhận được cái giây phút hỷ lạc đó. Dạ, xin sư chỉ dạy dùm cho con để cho con hiểu thêm ạ. À, con xin xung mít ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Khai giá. Khi mà cái hỷ á, thì như hồi nãy sư nói đó, nó có hai cái.
cái hỷ mà tham đó nó chạy theo cái trần cảnh bên ngoài. À, thí dụ như bây giờ á, mình muốn được cái này, muốn được cái khác, à, mình thích được cái này, mình thích được cái kia, à, mình thích được cái giường nó có nệm, có cái sự êm ái, à, kia nọ đó, à, những cái mong muốn này đó mà mình đạt được đó, nó phụ thuộc vào những cái vật chất bên ngoài. À, rồi ví dụ như bây giờ á, mình ngồi thiền mà mình có sự mong muốn cái hỷ này nó sẽ đến với mình, à, mong muốn cái trạng thái an lạc nó sẽ đến với mình, thì cái đó mới gọi là tham. Còn bây giờ quý vị hoàn toàn có sự chú tâm, à, quý vị nhớ rằng á, mình phải học, mình phải hiểu, à, cái niệm nó là những cái sở hữu tịnh hảo, phải không? Cái niệm á, mà nó nằm ở trong cái niệm rõ ràng thấy được tỉnh thức ngay trong giây phút hiện tại, à, mình biết rõ đối tượng nó như thế nào, biết được như thế nó, thì nó là sở hữu tịnh hảo. Nhưng mà nó sở hữu tịnh hảo thì không bao giờ nó cùng đi chung với cái bất thiện được. À, nhưng khi mà mình ngồi mình niệm mà mình mong được cái này, mong được cái kia, mong được cái phỉ lạc nó phát sanh á, thì cái đó là khác, à, nó không đúng. À, nhưng mà mình hoàn toàn mình chú tâm trên đối tượng, à, rồi nhờ cái sự chú tâm này đó, cái phỉ lạc nó thể phát sanh, à, là những cái phỉ lạc như là, à, nó lân lân, à, nó an vui, à, hoặc là nó giống như sóng tạc, à, hải triều hỷ vậy đó, hay là hoặc là nó nhẹ nhàng, à, như nó muốn bay lên là khinh thường hỷ. À, thì cái hỷ này đó mình để ý mình thấy sao, à, nó cũng sanh rồi nó diệt, nó cũng thay đổi. À, khi mình biết như vậy đó, thì khi mà cái trạng thái mà hỷ nó sanh lên thì mình biết, à, bây giờ hỷ nó đang sanh. Rồi một lúc nào đó cái hỷ nó diệt mất thì mình biết, à, nó đã diệt. À, đó, mà mình hoàn toàn mình không có dính mắc, à, mình không cố để giữ nó, mình cũng không có mong cầu để cho nó có mặt. À, trong thiền, thời thiền này tôi ráng chánh niệm để mà cho hỷ nó sanh khởi, thì cái đó là không đúng. À, còn các pháp nó diễn biến theo cái quy luật tự nhiên của nó, à, mình biết như vậy nó sanh nó diệt, à, cái trạng thái lân lân nhẹ nhàng nó sanh, à, rồi sao nó thay đổi, à, nó tăng nó giảm rồi nó diệt mất, mình biết. À, thì cái trạng thái đó là cái hỷ. À, rồi chính nhờ cái trạng thái này đó, cái hỷ mình cũng quan sát nó, mình hiểu biết, à, thì sao mình khám phá ra, à, cái khổ sao nó cũng sanh cũng diệt, mà cái sự an lạc, cái phỉ lạc ấy, nó sanh nó cũng diệt. À, tất cả các pháp nó diễn biến, à, sanh diệt theo cái quy luật tự nhiên của nó. À, đó, thì mình chấp nhận, à, các pháp nó là vô thường. Chính vì vô thường mà nếu mà mình bám níu nó, mình mong muốn có phỉ lạc phát sanh, nhưng mà nó không đủ điều kiện nó phát sanh, cho nên mình mới khổ. Và sao? Mình không điều khiển được nó, cho nên nó là vô ngã. Đó, khi mà mình biết vậy, à, mình vui, cái niềm vui, cái hỷ ở trong cái sự khám phá của cái định luật về tam tướng, mình không còn chấp thủ, không còn mong cầu, à, không còn những cái tà kiến phát sanh. À, thì mình khi mình có cái niềm vui trong cái khám phá đó, thì là gì, là hỷ giác chi, à, nó đưa mình đến cái niềm vui của sự
chấp nhận, sự từ bỏ, sự xả ly đó. Thì như vậy đó, nó đi theo cái lộ trình của nó. Cho nên đó, là có những cái hỷ là từ cái tâm tham, nhưng mà nếu mà có trong cái sự tu tập đó, có lúc mình cũng nên phản tỉnh, mình xem xét. Nhưng mà nếu mà cái hỷ này đó nó phát sanh do pháp, rồi mình cũng biết nó là ở cái quán sát nó sanh trụ diệt, mà mình không dính mắc, mình không bám níu, mình không có tìm tòi mong cầu, thì cái đó là cái hỷ của pháp. Thì xin giải pháp thức cái thắc mắc của cô Thính Pháp, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Xích Duyên đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, rất là hoan hỷ với sự trả lời. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng có thắc mắc gì bài học về ngày hôm nay không ạ? Dạ, con kính mời những bàn tay để khi mà mình có những câu hỏi thì đạo tràng sẽ hiểu rõ hơn, sư sẽ giảng kỹ hơn ạ. Dạ, sa thú bàn tay của Nguyên Như. Dạ, Nguyên Trang kính mời. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ, bạch sư, hồi nãy giờ con có nghe sư giảng về cái hỷ giác chi đó. Con xin có một câu hỏi là khi mà mình ngồi thiền tới một lúc mà cái tâm của mình nó sẽ không có để ý tới cái tình trạng là hỷ loại nào, hay là cái trạng thái hoặc là cái cảm giác của mình trong thiền, mà nó chỉ có một lúc đó, nó chỉ chú trọng về cái technical, như là vậy là tự nhiên cái lúc đó nó sẽ sao lãng cái việc mà gọi là cái cảm thọ, mà nó chỉ giống như là cực lực nó tập trung vào cái hơi thở ra làm sao, hơi thở thế nào, giống như từng cái technical, từng cái tiến trình của cái hơi thở, mà nó không có để ý là cái sự thích và không thích của cái tâm nữa. Thì như vậy có phải là mình bị sản, hay là cái tâm thức nó chạy đến một cái, nó chú trọng về cái việc khác ngoài cái cảm thọ, bạch sư? Và con xin dâng mít tài cho sư, sư có thể giải thích cho con thêm về cái vấn đề đó ạ. À, con xin dâng mít tài cho sư ạ. À, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Thì quý vị nhớ rằng đó, cái tâm của mình đó, nó làm việc một lúc đó, nó chỉ bắt một cái đối tượng mà thôi, chứ nó không thể nào mà cùng lúc nó bắt hai đối tượng. Nhiều lúc tại vì cái sự sanh diệt nó nhanh quá, rồi mình nghĩ là mình vừa thấy, mình vừa nghe. Chứ sự thật ra đó, sau khi mà cái thấy nó diệt mất rồi mình mới nghe. Cái nghe nó diệt mất rồi mình mới thấy. Đó, cho nên á, cái lúc mà nó chú tâm vào cái rõ cái hơi thở, nó phân tích, chia sẻ, thấy rõ từng giai đoạn của cái hơi thở vô, sanh, trụ, diệt. Đó, lúc đó nó cái niệm và cái tuệ mình nó đang chú vào cái đó thì nó đâu để ý đến cái thọ. Tại vì lúc đó nó cái tâm nó bắt cái cảnh về cái chuyển động của hơi thở nó rõ hơn. Thành ra nó không có để ý về cái hỷ hay là cái vấn đề khác. Bởi vì lúc này đó cái đối tượng là hơi thở nó rõ hơn. Chừng nào mà cái cảm thọ nó mạnh hơn, tê nhất rồi gì đó, nó mạnh hơn là cái chuyển động hơi thở, thì lúc đó
cái tâm của mình nó mới bắt cái đối tượng nào mạnh nhất ngay cái thời điểm đó, ngay cái sát na đó, ngay cái giây phút đó. Thành ra đó, khi mà có một cái cảnh là nó rõ ràng mạnh mẽ, nó hiện khởi, thì lúc đó cái gì, cái nhãn thức nó bắt. Nhưng mà có một cái âm thanh rất là lớn thì lúc đó là bắt buộc là nhĩ thức nó làm việc đó. Những cái đối tượng nào, những cái cảnh nào mà ngay sát na đó, ngay giây phút đó mạnh mẽ nổi trội hơn thì tâm nó sẽ bắt cái cảnh đó. Thì khi mà nó bắt cảnh của nhĩ thì nó hoàn toàn nó không chú ý về về cái nhãn nữa. Cho nên á, là khi mà chúng ta chú tâm vào cái nhĩ thức, chú ý vào cái sự nghe đó, thì cái nhìn hoàn toàn nó vắng mặt ra. Cho nên á, là mình hiểu như vậy đó. Thì trong cái sự thực hành chúng ta cũng vậy. Ví dụ như là bây giờ mình chú tâm vào cái rõ vào cái chuyển động của hơi thở, để nó thấy được sự sanh trụ diệt của hơi thở. Hơi thở vô bắt đầu hay là sanh khởi, hơi thở kéo dài chấm dứt hay là hơi thở diệt đó. Để nó thấy rõ được cái chuyển động này á, thì nó đâu có thấy được cái khác, cái cảm thọ này kia nữa. Nhưng mình biết rằng á, lúc đó là gì, cái chuyển động nó là sắc. Cái sự ghi nhận chú tâm rõ ràng trên đối tượng nó là danh. Mã sắc, sắc sanh thì danh sanh, mà sắc diệt thì danh diệt đó. Cái sự chú tâm ghi nhận của cái chuyển động hơi thở vô, mà nếu mà cái hơi thở vô nó diệt thì cái tâm ghi nhận cái hơi thở vô nó cũng diệt. Rồi cái hơi thở ra nó diễn ra, mà cái tâm ghi nhận theo dõi cái hơi thở ra, khi mà thở ra diệt thì cái tâm theo dõi ghi nhận này nó cũng diệt. Danh sắc, danh sắc, danh sắc, sắc sanh, danh sanh, sắc diệt thì danh diệt. Mỗi lần nó chỉ đi theo một đối tượng mà thôi, cho nên nó chú tâm nó cho rõ để nó thấy được, nó phân tích cái đối tượng này thì nó đâu có nó thấy được cái đối tượng khác. Cho nên mình phải hiểu vậy. Bất cứ trong thời điểm, trong giây phút nào, trong sát na nào có một đối tượng mạnh mẽ rõ ràng nhất thì cái tâm nó sẽ bắt cảnh đó. Rồi sau đó có một đối tượng khác nổi trội tiếp tục thì nó sẽ bắt lấy cái đối tượng tiếp theo. Vậy đó. Thành ra chúng ta phải hiểu cái quy luật, cái sự vận hành của sắc, danh, của thân và tâm. Chúc cô Nguyên Như nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin kính tri ân lời dạy của Thầy Sư ạ. Dạ, con xin mời đạo tràng, có ai có câu hỏi gì thì xin đặt lên để chúng ta cùng nhau hiểu bài. Dạ, Nguyên Như xin kính mời anh Trang Nhất Hà. Nguyên Như xin kính mời anh Thính Pháp ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và kính chào quý cô tu nữ, chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, kính sư, qua cái bài giảng hỷ giác chi mà sư giảng đó, thì con có một câu hỏi. Khi mà cái người Phật tử mà cái sức khỏe của họ không có được tốt, ví như giống như là có bệnh đó sư, thì khi cái chuyện mà thực tập cái sự mà hành thiền á, thì nó dễ đi đến cái sự mà
đôi lúc có khi nhiều khi nó khỏe thì không sao, nhưng mà không khỏe thì nó dẫn đến cái sự hay chán nản. Thì con kính xin sư chỉ dẫn cho con thêm về cái vấn đề mà khi mà mình có, mà mình thực tập thì làm sao mà được mà có mà cái hỷ giác chi mà nó sanh khởi được. Dạ con kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Thì như hồi nãy á, sư nói á, khi mà mình mong cầu cái gì mà không đạt được thì mình đâm ra mình chán nản. Ha? Tại sao mà mình chán nản? Tại vì mình mong cầu mình đừng có bệnh, mong cầu mình khỏe. À, mà khi mà mình mong cầu mà bây giờ cái đến cái lúc cái cơ thể mình á, nó bị cái gì đó, cái điều kiện nào không tốt đẹp, tứ đại nó bất hòa, cái sự vận hành ở trong cái sắc quẩn của mình á, nó không có điều hòa. Còn mình mong cầu mình uống thuốc này, mình uống thuốc khác, mình tìm cách này, mình tìm cách khác, mình trị liệu. Tại sao? Cái sức khỏe mình nó không ổn. Rồi cái mình thực hành mong cầu để mà cho nó khỏe. Thấy không? Nhưng mà mình hành hoài mình thấy cái thân mình cũng, cái bệnh mình cũng còn kéo dài. Cho nên mình đâm ra mình chán nản. Chứ không phải gì hết. Còn bây giờ á, mình phải suy tư lại nè. Bây giờ mình bệnh, nhưng mà bệnh cũng còn nhẹ so với những người khác mà. Họ bệnh còn nặng nề hơn mình, họ còn quằn quại hơn mình ha. Mình thấy vậy bây giờ là mình biết dẫu sao chăng nữa mình bệnh chứ mình cũng còn có phước á, có phước hơn mấy người kia đó ha. Bây giờ mấy người kia họ bệnh mà tới phải mổ, phải xẻ, phải thở máy rồi kia nọ đủ thứ chuyện đó. Mình bệnh chứ mình còn đi tới lui rồi được. Mình còn tự làm lụng được, mình còn ăn uống được, mình còn hạnh được, mình phải mừng chứ tại sao mà chán nản. Đó, rồi bây giờ mình hành, mình sẽ nghĩ nè, bây giờ á mình bệnh nhưng mà bây giờ mình bệnh nhẹ, mình còn hành được, mình ráng mình thực hành đi để mai mốt mà mình nặng hơn, lúc đó là bệnh tật nó dày dò, tâm trí mình nó bấn loạn, lúc đó mình còn hành không được nữa. Cho nên á, mình hoan hỷ, bây giờ mình ráng, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình hành. Tại sao? Mình phải xem xét, bây giờ cái sự thực hành của mình á, để mình thấy được cái gì? Mình hôm nay mình có thấy được cái hơi thở rõ ràng hay không? Mình theo dõi nó, mình thấy nó được, nó sanh, nó diệt hay không? Mình thấy, mình phải hiểu, té ra là hồi đó giờ mình cứ nghĩ hơi thở là hơi thở chứ phải. Cái hơi thở này đó, cái hơi thở vô này đó, nó diệt mất rồi. Rồi cái hơi thở kia đó, nó sanh. Nhưng mà cái hơi thở vô này đó, nó khác với hơi thở trước. Chứ nó đâu phải là một. Đó. Mình thấy là nó mới, đối tượng nó mới hoài. Rồi. Mỗi một đối tượng này đó, khi mình theo dõi cặn kẽ vậy, nó cho mình được cái hiểu biết gì, mình có cái kinh nghiệm gì. Cứ qua mỗi thời thiền, cứ qua mỗi cái theo dõi cái chuyển động của hơi thở, nó sanh nó diệt như thế nào đó, để mình có được những cái chút ít, những cái kinh nghiệm. Thì chính những cái đạt được cái kinh nghiệm này đó, nó là cái pháp hỷ nó sanh khởi. Mình vui thích trong cái pháp, để mà mình có sự tiến bộ hơn. Đó chính những cái hỷ, cái vui mừng thỏa thích ở trong cái sự tìm tòi những kinh nghiệm hiểu biết,
thì nó trở thành hỷ giác chi, nó mới dẫn dắt, nó dẫn dắt mình tiến bộ nữa. Còn bây giờ mình mong cầu, mình muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn được cái nọ, thì không mong, không có đạt được thì sao? Thì chán nản. Đó, thành ra đó, khi mà mình lùi sụp, mình chán nản, mình muốn bỏ dở cái sự học, sự hành, thì mình phải xem lại, xem là tại sao mình chán nản. Tại vì mong cầu, có mong cầu mà không có đạt được thì nó mới chán nản. Cho nên á, ngài A-chân cha ngài mới dạy sao? Bỏ được một chút thì an vui một chút. Khi mà mình bỏ được những cái mong cầu, mình sẽ được an vui. Bỏ được nhiều thì sẽ được an vui nhiều. Rồi sao? Chính nhờ cái niềm vui trong cái sự xả ly để thực hành này đó, khi mà bỏ được hoàn toàn thì được an vui hoàn toàn. Lúc đó là mình giải thoát, biết bàn đó. Cho nên nhớ vậy đó, cứ mỗi lần mà mình chán nản, mình muốn lùi sụp, bỏ dở, không muốn học, không muốn hành, không muốn thực hành các cái thiện pháp, thì sao? Mình tự phản tỉnh xem xét coi tại sao, tại sao mình chán nản, tại vì mình mong cầu cái gì, mình muốn cái gì, đó, mình không đạt được cái gì mà nó đâm ra nó chán nản. Khi mà mình tự động mình phản tỉnh, mình xem xét vậy, rồi nhớ lại Đức Phật dạy á, khi mà mình xả ly, mình có sự tri túc chấp nhận, thì sao? Mình sẽ đem đến cái sự an vui. Mà khi mình an vui, mình chấp nhận, thì cái hỷ nó sẽ đến. Cái hỷ nó đến thì nó sẽ nâng đỡ trong cái pháp học, pháp hành của mình. Cho nên là nhớ chúng ta phải luôn luôn thỉnh thoảng phản tỉnh phía sau những cái sự xem xét, cái thúc đẩy của sự nỗ lực tu tập học hành của mình á, nó có cái phiền não, nó có cái mong cầu hay không. Thì nếu mà nó có cái sự mong muốn đạt được cái này, mong muốn đạt được cái khác, mong muốn được những cái kia đó, mà nếu mà mình mong muốn nhiều quá thì sẽ đâm ra chán nản. Còn nếu mà chúng ta chấp nhận thì tri túc, chúng ta hiểu biết với trí tuệ, và chúng ta an trú trong pháp, thuận theo thuận pháp tùy pháp, thì chúng ta sẽ có phát sanh những cái niềm vui, cái hỷ lạc nó sẽ phát sanh. Xin trả lời cái thắc mắc của Tịnh Tâm, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thú. Con kính tri ân sư, và con cũng đã thấy Xích Tịnh Tâm, và con kính tri ân sư ạ. Và cảm ơn Xích Tịnh Tâm đã đặt câu hỏi. Và con không biết là đạo tràng còn có câu hỏi không ạ? Và con kính mời. Dạ, con không biết là còn câu hỏi không ạ? Không biết là Huynh Thính Pháp có câu hỏi không? Hay là dạ, đạo tràng còn có câu hỏi không ạ? Dạ, hết giờ. Dạ, con thấy vậy thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con không biết là sư Pháp Trang có trước máy không ạ? Dạ, dạ, nếu sư Pháp Trang có trước máy, dạ cho con xin tín hiệu. Dạ, sa thú con kính tri ân sư. Dạ, con kính cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, sau đây và sau đó Nguyên Trang kính mời Huynh Giang hướng sau khi sư Pháp Trang chúc phúc ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Chúng con xin được phép thay mặt Thượng Tọa Tịnh Tâm, Thượng Tọa Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng Phật tử. Nam mô Bụt Thà Giá.
Ichitang batitang tamahang kipame vasame chato sape poranto sangka pachando panaraso jata manicho tiraso jata sape tijom vivachanto saparara vina chato mate vavatantara yo soke deka yoko vavapiva danasile sanecham Vata pachajino chataro tamma vatante ajavano sakang palang các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tố kịp thời đến người á cầu xin những sự si xen chân chánh cho được tròn đủ đến người như chân trong ngày rằm má bằng trắng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọn quy bao qua có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện Pavatusa Paman Kalangra Kantusamba Devatam Sapapata Nopavena Sada Sati Pavantute Pavatusa Paman Kalangra Kantusamba Devata Sapatamam Nova vena sada sote pavanto te pavanto sapa mangkalanga kanto samba devata sapa sangkam. Nova vena sada sote pavanto te tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ vai đứng của chư Phật. Do nhờ vai đơn của giáo pháp ma, do nhờ vai đơn của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, chúng con xin tri ân sư Pháp Trang đã chúc phúc cho đạo tràng. Và chúng con cũng kính xin tri ân sư Pháp Thanh đã giảng chi thứ tư, hỷ giác chi trong thất giác chi. Dạ, chúng con cũng xin mời đạo tràng cùng con hồi hướng đến chư thiên sau khi nghe Pháp ạ. Akasattha cha bummattha devanaga mahittika bún nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng a ca sát tha cha bùm mát tha đề hoa na ga ma hít thi ca bún nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc khăn tu nô ga ru a ca sát tha cha bùm mát tha đề hoa na ga ma hít thi ca bún nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc khăn tu nhà ta vô Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika bunyang no anumodan tu chi rang rakkhan tu vani no Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika bunyang no anumodan tu chi rang rakkhan tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Dạ một lần nữa chúng con xin tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con bài học hôm nay. Và con xin nhường mic lại cho cô Nguyên Trang để thông báo về thời khóa biểu cho ngày hôm nay.